Số nhà này là ở cư dân ở Cát Lái nha các bạn. À, các bạn thấy không? Đại Phước nha các bạn. Xã Đại Phước, huyện Nhân Trạch hôm nay các bạn. Đây là ở bến phà Cát Lái. Những người ở cặp mé sông nha các bạn. Những chiếc phà cũng lâu năm rồi các bạn. Phà này hồi xưa nhỏ hơn. Bây giờ thay đổi những chiếc phà bự hơn các bạn, công suất máy mạnh hơn rồi. Và những chiếc phà này chắc bỏ phế đây rồi. Đây xà lan chở hàng đậu giữa sông. Nay chắc chưa, hôm nay ngày chủ nhật mới chưa có đi đó các bạn. Đây, chiếc xà lan nè. Kia là cảng nha các bạn, cảng của Sài Gòn đang tải hàng lên luôn. Cảng này ngày nào cũng nhộn nhịp các bạn ơi. Đây là bến phà này các bạn. Xa lắm các bạn, bởi không có nghe được cái tiếng máy của xà lan chạy không. Xà lan này mua ở trước luôn các bạn, mua đó là mua trước này là cho người lái, còn ăn sau này là đồ dùng cá nhân, để đồ đồ ngồi chỗ ngủ đồ các bạn, tại nó dài quá rồi người ta không có làm cao lên. Những chiếc xà lan này là chạy công suất máy của Min không nghe các bạn.
cái kèn này nè các bạn. Này cái kèn của chiếc phà đó các bạn, nó to vậy nè. Hai bên nha các bạn. Hai kèn hai bên. Giờ là hành khách đang xuống nè các bạn. Đang xuống phà.